Hãng tin Reuters cho biết, Ukraine đã tạm dừng sử dụng hành lang mà nước này mới thiết lập ở Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Lệnh đình chỉ được đưa ra do quan ngại về nguy cơ xảy ra đe dọa về an ninh. Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, công ty tư vấn Bava Invest có trụ sở ở Kiev, Ukraine thông báo về việc tạm đình chỉ các tàu đến và đi từ các cảng của Ukraine. Lệnh đình chỉ có hiệu lực vào ngày hôm qua và có thể được gia hạn. Cũng theo công ty Bava Invest, lệnh đình chỉ trên thực tế đã được triển khai từ 2 ngày trước, theo yêu cầu của quân đội Ukraine. Khi đưa ra lệnh đình chỉ, quân đội nước này cũng viện dẫn mối đe dọa về an ninh và an toàn trong khu vực. Trước thông tin trên, giá lúa mì Chicago, Mỹ cho hợp đồng giao hàng trong tương lai đã tăng cao hơn so với mức giá thấp kéo dài 2 tuần trước đó. Hồi tháng 8 vừa qua, Ukraine đã thiết lập một hành lang nhân đạo dọc theo bờ biển phía tây Biển Đen, gần Rumania và Bulgaria để mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của nước này. Kể từ đó, Ukraine đã xuất khẩu được khoảng 700.000 tấn ngũ cốc thông qua hành lang mới nói trên.